Và đây là recap Drifter phần 2. Bắt đầu thôi. Nhưng thứ vũ khí mà họ nhắm đến không phải chỉ là giáo mác gậy gộc. Oda và Toyohisa mang xác lính chết đem trộn với phân, bùn và lá cây để tạo thành kali nitrat. Để làm gì? Dĩ nhiên là để làm thuốc súng đen cho súng hỏa mai rồi. Ngực khủng liền kêu sao mấy người vô nhân đạo thế. Nhưng cả Toyohisa và Oda đều cho rằng con người chết thì cũng chỉ trở về với đất. Và làm thế này thì cũng vẫn có lợi hơn so với là để chúng thối rữa mà chả thu được gì. Oda cử luôn ngực khủng và tổ chức Octobridge đi tìm những núi lửa ở vùng đất này và cạo lưu huỳnh để có thể chế thuốc súng. Súng là bước ngoặt lớn trong lịch sử chiến tranh và Oda biết rằng với súng, lợi thế của ông là vô kể. Ngực khủng bất đắc dĩ đành nghe theo. Đến bây giờ, tiên tộc mới kể với lũ Toyohisa là đám lãnh chúa OT đã bắt sạch phụ nữ trong làng để không cho tiên tộc gia tăng dân số, cho dễ nô dịch và đẩy tiên tộc đến tuyệt chủng. Thế là Toyo quyết định sẽ tiêu diệt lũ lính ở đây để rồi tấn công lâu đài, giải cứu gái làng. Anh liền bảo luôn: mọi người để chúng nó tước luôn cái quyền để làm một thằng đàn ông à. Thế là dân làng lại càng quyết chí đấu tranh. Oda nhận ra được bản lĩnh của Toyohisa. Đó không phải là bản lĩnh của một nhà cầm quyền, mà là bản lĩnh của một vị tướng, người có thể khích lệ và khiến cho quân đội đi theo anh. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, lũ quân lính OT đói khát mệt mỏi cắm trại trong làng nhanh chóng bị người tiên bắn hạ. Cuộc phản công đã bắt đầu. Người tiên tiến công từ các hướng khác nhau, khiến quân OT trở tay không kịp. Những kẻ vừa kịp ổn định tinh thần thì đã bị Toyohisa triệt hạ. Lính OT bị mất kiểm soát, cố gắng tìm kiếm kẻ thù nhưng vô dụng. Ngay khi cánh của Toyohisa bắt đầu đánh thì cánh của Oda cũng đã sẵn sàng. Quỷ vương cho đội hình của mình sử dụng xe và những thanh giáo gỗ, dựng thành một pháo đài nhỏ ở góc làng. Đó chính là chiến thuật của Hideyoshi trong trận Tsunomata, tạo ra một pháo đài nhanh chóng từ các vật dụng sẵn có, bảo vệ dân làng bên trong, cho họ lợi thế phòng thủ và bắn gục lính bên ngoài. Đã thế, tên của họ còn nhúng phân, kẻ địch không trúng tên chết thì cũng uốn ván chết. Quỷ vương cũng tính toán rằng toán quân OT này đang nhụt chí, chém giết thêm tí nữa là đám tàn dư sẽ cố bỏ chạy, vì đời nào chúng chịu hy sinh chỉ để giết vài tên tiên tộc. Gã chỉ huy OT cố gắng ổn định lại đội hình trong vô vọng, nhưng Toyohisa nhanh như cắt xông vào lấy đầu gã. Thế là cuộc chiến ngã ngũ, đám tàn dư bỏ chạy cũng bị Yoichi dẫn người theo triệt hạ. Tuy nhiên Yoichi cũng không hề tỏ ra vui vẻ, bởi điều này khiến cậu nhớ tới Yoshitsune, kẻ luôn bắt nạt cậu, kẻ luôn bắt cậu phải làm theo những mưu hèn kế bẩn của hắn để chiến thắng. Không để lãng phí một giây, ngày hôm sau, họ giả dạng quân lính OT để tiếp cận lâu đài của lãnh chúa vùng này. Ngay khi vào được cổng, tất cả đồng loạt đánh úp. Lâu đài chẳng mấy chốc mà cũng thất thủ, quân thủ thành nhanh chóng đầu hàng. Toyohisa cùng nhóm tiên xông vào để giải cứu những phụ nữ bị giam cầm. Một ông dân làng định giết một tên lính đã đầu hàng, nhưng Toyohisa ngăn lại, bởi vì giết một kẻ đầu hàng là sự ô nhục. Tuy nhiên khi đến chỗ phụ nữ tiên tộc, Toyohisa chứng kiến một cảnh tượng làm thay đổi quyết định của anh. Phụ nữ tiên tộc đã bị dùng làm bình chứa tôn. Trong cơn phẫn nộ, Toyohisa tuyên bố lôi hết tất cả quân lính OT ra để xử dù có đầu hàng hay không. Trong khi đó Oda, khi đang nhìn lên một bức chân dung lớn, thì ngực bự tiến đến bên cạnh và giải thích đó là cha đẻ của OT, người chưa được xác định rõ là Drifter hay Ends, nhưng đã sử dụng tài hùng biện của mình để kích động chủ nghĩa dân tộc của OT tại một quán rượu, và biến OT từ một đất nước nghèo đói dưới đáy xã hội trở thành một đế chế hùng mạnh bằng cách xâm lược và nô dịch hóa các chủng tộc khác. Xong xuôi rồi ông này tự sát chả vì lý do gì. Đoán xem người ấy là ai? Chắc Eren Yeager đấy. Khi nghe tin Toyo sắp hành quyết hết lính OT, Oda giật mình và vội tìm cách ngăn anh lại. Không phải vì sai, mà vì cậu không nên gắn với hình tượng tàn bạo đó. Ngay khi Toyohisa chuẩn bị ra lệnh hành quyết tù nhân, Oda đã ngay lập tức chạy tới và đánh ngất anh ta, và tự mình ra lệnh xử tử đám lính. Toyohisa tỉnh dậy và nghe Oda phân trần rằng ông đã quen làm những công việc nhơ nhuốc đó, nó không phù hợp với Toyohisa. Anh lập tức lao tới đấm Oda và sau đó hòa giải mâu thuẫn. Các nữ nhân tiên tộc nhanh chóng được thả về với các làng, mang theo bản tuyên ngôn độc lập của Oda Nobunaga, kêu gọi các làng xung quanh tham gia kháng chiến. Lời kêu gọi nhanh chóng được hưởng ứng, tin tức lên thẳng trang nhất tờ báo của anh đeo kính. Ngoài tin đó ra còn có tin về sự trở lại của Rambo Loon, tựa game quá đỗi thần thuộc dưới cái tên Metal Slug Awakening. Vẫn thể loại action RPG, vẫn lối chơi run and gun cổ điển, vẫn những nét thiết kế vui nhộn hài hước, vẫn tiêu diệt lũ lính áo xanh và giải cứu mấy ông già, nhưng hành trình đó nay đã được phủ lên mình nền đồ họa 3D mượt mà. Hệ thống nhân vật có nhiều tùy chỉnh hơn, kho vũ khí cũng nhiều tùy chỉnh hơn, các phương tiện cũng nhiều tùy chỉnh hơn, cho bạn vô vàn lối chơi khác nhau, mà lại còn đi kèm cả hệ thống trang phục đa dạng vì bây giờ là 2023 rồi. Game nào không có trang phục thì chả ai chơi. Metal Slug còn có chế độ PvE kinh điển, nơi bạn đi cảnh và bắn nhau, chế độ truy kích thần tốc, nơi bạn đi cảnh và bắn nhau, chế độ game thùng, nơi bạn đi cảnh và bắn nhau. Vì cơ bản game này nó là đi cảnh và bắn nhau và bạn không thể nói xây dựng nền văn minh ở đây được. Nếu bạn đã đi cảnh và bắn nhau quá lâu và cần sự đổi mới, hãy đi cảnh và bắn nhau với người khác trong chế độ PvP, nơi mà game được cân bằng khá tốt và thực sự bạn thua thì do gà là chính, hoặc là do kết nối mạng, chắc chắn là do kết nối mạng.
Metal Slug Awakening còn bổ sung và cải tiến rất nhiều chế độ mới mẻ như hệ thống gacha, loot box giúp bạn kiếm được những con hàng vô cùng chất lượng, hệ thống sảnh chờ nơi người chơi có thể tương tác, trò chuyện. Và game còn giữ lại một số chế độ quen thuộc như là biến béo, biến zombie, hang động như phiên bản cũ. Game đã có mặt trên Google và App Store. Link tải game dưới phần mô tả và bình luận. Tin tức lên thẳng trang nhất tờ báo của anh đeo kính và bản tin VN Express của con bé Loli khiến cô bé tức điên. Trong khi đó, tại thủ đô của đế chế OT, khởi nghĩa xảy ra khiến đám lãnh đạo thấp thỏm không yên. Chúng vội tổ chức một cuộc họp. Nhưng mà họp để làm gì khi mà bản thân đế chế đang gặp khó khăn trong mọi mặt? Bỗng một người lạ mặt bước vào. Ông ta tự xưng là bá tước Saint-Germain, aka Loè Loẹt, một trong những huyền thoại lịch sử châu Âu. Vì sự hiểu biết ở rất nhiều lĩnh vực như thám hiểm, triết học, khoa học, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, giả kim học, những người lính OT cho rằng bá tước đã sống từ rất lâu, cùng thời với Hitler, nên lượng kiến thức mà hắn tích lũy được là vô cùng. Loè Loẹt đến và báo cáo rằng hạm đội của đế quốc OT đã bị tấn công và đánh chìm trên đường tiếp tế sang phía Tây. Kẻ tấn công là những thương nhân của Gubinen, một bang của phía Tây. Họ đã sử dụng những con quái điểu bay trên không và thả thuốc nổ đánh chìm cả hạm đội. Mà người đã tư vấn cho họ sử dụng chiến thuật này đang bình tĩnh rít thuốc trên một con tàu sân bay hư hỏng đang mắc cạn. Đó chính là đô đốc Yamaguchi Tamon, thuyền trưởng của chiếc hàng không mẫu hạm Hiryu, được dịch chuyển tới đây từ giữa trận Midway. Trước những cảnh báo nghiêm túc của bá tước Loè Loẹt, giới lãnh đạo OT vẫn tiếp tục ảo tưởng về sức mạnh của đế chế. Điều đó khiến ông hiểu rằng cái đế chế này hết cứu rồi. Loè Loẹt đành rời khỏi OT với dự định bán luôn cái xứ này cho đám Drifters. Bên phía Oda, lực lượng của họ đang gia tăng liên tục. Nhưng Oda không hài lòng cho lắm vì Toyohisa đã thành lập một hội đồng thay vì tự đứng ra thâu tóm quyền lực. Anh chỉ đơn giản giải thích rằng việc chấn áp mọi người sẽ chẳng khiến họ phục tùng mà chỉ làm tăng khả năng bị phản bội. Anh nhắc lại cho Oda về Honnoji để ông nhớ rằng sự độc tài và tàn bạo đã đưa ông đến đâu. Oda thản nhiên bảo ông bị phản bội quen rồi. Sau đó Oda ngồi đếm, số lần ông bị phản bội có khi còn nhiều hơn vòng tròn quan hệ của hai người kia cộng lại. Tuy nhiên Oda tin rằng ông đã muốn thì sẽ làm tới cùng. Và lúc này ông muốn Toyohisa trở thành vua. Bên cạnh đó, Oda cũng xúc tiến việc chế tạo súng. Tuy nhiên thợ rèn tộc tiên không đủ trình độ để chế tạo súng. Để mà copy hoàn chỉnh được thì chắc là phải tìm đến người Trung Quốc, chắc phải tìm đến người lùn. Toyohisa và Yoichi thì chia nhau ra, lên bài tập hợp tình hợp lý, huấn luyện cho tiên tộc chuẩn bị cho chiến tranh. Buổi tối khi cả ba tập trung tại tòa thành đổ nát và báo cáo về công việc, một tiếng động vang tới gần và một dãy khói bụi mù mịt bay lên. Toyohisa nói rằng đó không phải là đám OT mà là một thứ gì đó khác đang tới vì các Drifter. Anh ngửi thấy mùi giống như của trận Sekigahara, một thứ mùi chiến tranh đẫm máu. Lũ En đã xuất hiện theo mệnh lệnh của Hắc Vương truy tìm Drifters. Đi đầu chính là Jean Diac và Gilderoy, aka người đàn ông nguyên mẫu của câu chuyện Con Yêu Tinh Xanh, và cũng là bạn thân của Jean Diac. Với năng lực và sức mạnh của họ, tiên tộc ở tuyến ngoài đã bị tàn sát trước khi kịp hiểu chuyện gì. Toyohisa nhanh chóng xuất hiện và chặn đứng Jean Diac, còn Yoichi thì đối mặt với yêu dâu xanh. Trong khi Oda ra lệnh cho người Elf sơ tán trong rừng, sau đó tiến hành phản công lại đám quân Ents. Jean Diac dựa vào khả năng sử dụng lửa chùa của mình, đốt cháy khắp nơi, vây Toyohisa lại. Nhưng với thân thể nhanh nhẹn và khả năng của một chiến binh nhà Shimazu, Toyohisa nhẹ nhàng tránh được. Tuy nhiên anh không thể tiếp cận được vào người Jean Diac. Trong lúc nguy cấp, ngực khủng đã kịp tới và trợ chiến cho Toyohisa. Cô sử dụng năng lực của mình tạo ra bức tường đá ngăn chặn ngọn lửa của Jean Diac. Nhờ đó Toyohisa kịp thời thoát ra vị trí khác. Sau khi đưa ngực khủng đến vị trí an toàn, Toyohisa cảm ơn cô vì đã cứu mình, chân thành tới độ khiến ngực khủng đỏ mặt, tạo một khung cảnh romantic cực hiếm hoi của bộ phim anime này. Nhưng bỏ qua vì Toyohisa đã bắt bài được Jean Diac. Cô ta cũng chỉ biết phô trương sức mạnh của lửa chứ cũng không thiện chiến gì, vậy nên không khó để đánh bại. Tất cả những gì anh cần chỉ là ngực khủng dùng hai lá bùa theo anh hướng dẫn, dùng bức tường khi xuất hiện như một bệ phóng và lao thẳng về phía Jean Diac. Trước khi cô ta kịp phản ứng, Jean Diac bị Toyo bất ngờ đẩy thẳng xuống giếng, không còn khả năng sử dụng sức mạnh. Cô kinh hoàng nhớ lại khoảnh khắc cô bị phán là phù thủy và thiêu sống, thứ mà cô mong mỏi khi đó là nước. Tuy nhiên không có bất cứ thứ gì để cứu rỗi ả hay tâm hồn của ả, cho đến khi bé Loli xuất hiện và đưa ả ra khỏi đó. Trong khi đó Toyohisa, sau khi ném Jean Diac xuống nước và định lấy đầu kẻ địch thì phát hiện ra cô ta là phụ nữ. Toyohisa tức giận và mắng Jean Diac là cút về bếp, đừng có mà đi đánh nhau, đây không phải lời của tôi, lời của nhân vật đấy nhá. Nói xong liền bỏ cô ả ở đó và đi tới chỗ Yoichi. Về phía Oda, vừa đang hỗ trợ sơ tán người tiên thì bị đám kỵ binh của En đuổi đến nơi, buộc quỷ vương phải dùng chiến thuật phục kích, dụ đám kỵ binh địch vào rừng khiến chúng không thể giữ được tốc độ. Sau đó trăng dây đốn ngã chúng, cuối cùng chỉ việc thong dong tiêu diệt những tên ngã ngựa. Nhìn đám kỵ binh En thất bại, Oda nhớ đến trận Nagashino và càng khao khát một đoàn quân cầm hỏa mai để chấm dứt thời kỳ thống trị của kỵ binh.
trái với Toyohisa và Oda, trận chiến của Yoichi khó khăn hơn rất nhiều vì yêu dâu xanh là kẻ có kỹ năng chiến đấu và còn siêu trâu bò. Mặc dù Yoichi đã cố gắng nhắm bắn vào những điểm yếu như cổ hay mắt, hắn vẫn không hề hấn gì mà cứ lao vào tấn công. Khoảnh khắc Yoichi bị xích sắt siết chặt cổ thì bất ngờ chuyến xe ngựa của nhóm đại giáo chủ đã đến nơi. Bush nhanh chóng cứu viện bằng cách vác khẩu Gatling gun đời đầu, bắn nốt băng đạn cuối cùng vào người của Gilderay với tốc độ bắn hẳn 400 viên một phút. Cây súng đã biến yêu dâu xanh thành yêu mùi đất, còn Oda và người tiên thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng yêu dâu xanh vẫn còn chưa chết cơ, hắn vẫn thoi thóp cố cầm lấy vũ khí, cơ mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Trước khi tan biến, yêu dâu xanh cũng chỉ kịp gọi tên thánh của Jindiak, nói lời vĩnh biệt trước khi tan ra thành muối. Đại giáo chủ giải thích với Oda về thân thế của tổ chức Octopris, đồng thời nêu ra danh tính thật của anh, Abe Nosemei, một trong những âm dương sư nổi tiếng nhiều phép của Nhật thời kỳ Heian. Điều đó giải thích tại sao tổ chức Octopris lại sử dụng những lá bùa của các âm dương sư ở Kyoto khi mọi người quay trở lại cái giếng nơi Toyohisa đánh bại Jindiak. Cô ta đã được đám quân En cứu và mang đi. Khi đại giáo chủ hỏi Toyohisa đã giết được Jindiak hay chưa, thì Toyohisa trả lời rằng do cô ta là phụ nữ nên anh ta đã đuổi cô ta đi. Điều này khiến cho đại giáo chủ vô cùng tức giận, vì như thế là thả hổ về rừng. Với đại giáo chủ, phải tiêu diệt Ends bất kể đó là ai. Nhưng Toyohisa vốn không phải là kẻ nghe theo tôn chỉ của người khác. Quy tắc của anh là không giết hại phụ nữ và trẻ em. Anh cho rằng đã là con người thì đều sẽ có chân lý của riêng mình, và sẽ không ai có thể thay đổi được điều ấy. Đại giáo chủ liền hiểu ra lý do Drifter được chọn, đó là bởi họ có chân lý và cách sống riêng của mình. Tuy nhiên anh vẫn tin rằng Ends phải bị tiêu diệt hết, dù đó có là phụ nữ hay trẻ nhỏ, vì đó mới là cách mang lại hòa bình thực sự cho thế giới. Cùng lúc đó, Ngực Khủng liền hỏi đại giáo chủ về Hannibal, lúc này đang ngồi trên xe lẩm nhẩm một mình. Đại giáo chủ trả lời rằng Hannibal bị dịch chuyển tới trong trạng thái tuổi đã cao và đã có những dấu hiệu của sự loạn trí, nhất là từ sau khi Scipio la ngựa bị văng ra khỏi xe trong lúc cả bọn chạy khỏi Ends, khiến cho bệnh tình của Hannibal dần trở nên trầm trọng hơn. Chỉ khi Scipio ở gần thì Hannibal mới giữ được ý thức tỉnh táo của mình. Đại giáo chủ chỉ hy vọng Scipio không rơi vào tay Hắc Vương, nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, Scipio sau khi bị văng ra khỏi xe thì đi lang thang trong rừng. Ông cực kỳ bất mãn và nói một tràng tiếng Latin. Mặc dù sở hữu danh xưng là Africanus, nhưng Scipio ghét châu Phi nó phải gọi là VL. Sau một hồi mò đường thì ông bắt gặp chiếc máy bay của Naoshi. Người phi công lúc này đã trở thành thủ lĩnh của đám người thú Cobo. Naoshi xuất hiện và tưởng Scipio là người Mỹ nên cực kỳ tức giận. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên cả hai không hiểu được nhau. Scipio liền hét thật to tên Rome vì cho rằng gã mọi rợ như Naoshi sẽ biết đế chế La Mã. Quả nhiên nghe đến Rome thì Kano Naoshi có chút bình tĩnh, vì ở thời của anh thì Rome hay Ý là đồng minh của khu trục Nhật Đức Ý. Cả hai tưởng chừng đã hóa giải hết hiềm khích. Ai ngờ Kano lại đánh Scipio vì cho rằng Ý đã phản bội Đức vào cuối Thế chiến thứ hai, do chính quyền mới ở Ý đã ký hiệp ước với đồng minh và tuyên chiến với Đức. Cả hai đánh nhau dữ dội đến độ đám thú nhân đứng ngoài không dám vào can. Quay trở lại với nhóm Toyohisa, Oda lúc này có vẻ hứng thú với những vỏ đạn rơi ra từ khẩu súng Gatling. Bút giải thích về cơ chế súng đạn ở thời kỳ Viễn Tây. Lúc này đạn được nhồi vào vỏ đồng, khi bóp cò, kim hỏa sẽ làm cháy thuốc súng ở trong và đẩy viên đạn đi, giúp cho súng có thể bắn được nhiều phát đạn một lúc. Oda cực kỳ thích thú, bởi thời của Quỷ Vương, súng lại phải nhồi thuốc nổ vào nòng, bắn phải đốt dây, rất tốn thời gian, gặp mưa thì lại tịt ngòi, nên với thứ vũ khí như Gatling thì đúng thật là đáng để thèm rõ rãi. Tuy nhiên họ không còn đạn và cũng không thể nghiên cứu ra đạn hay đúc thêm nó, vì khẩu súng này là sản phẩm của tương lai, nơi mà nền văn minh của thế giới này chưa chạm tới. Hai thiện xạ là Kid và Butch cũng chỉ biết bắn chứ chả biết chế tạo. Oda liền bảo rằng ông đang làm thuốc súng và đạn, khiến ba người kia vô cùng ngạc nhiên, vì chỉ cần thêm ngòi nổ nữa là hoàn toàn chế được đạn hiện đại. Tuy nhiên thứ đó Octopris không nghiên cứu được, vì xét cho cùng họ cũng chỉ là thầy pháp, lại còn từ thời xưa lắc xưa lơ. Mà để làm được thứ này thì cần phải có giả kim thuật sư, người mà chúng ta biết là ai rồi đấy. Loè loẹt. Đến lúc này, lưu hình mà Oda nhờ Ngực Khủng lấy cũng đã tới. Thế là Oda có được thuốc nổ đen, và Quỷ Vương quyết định bước tiếp theo sẽ là giải phóng người lùn. Đại giáo chủ có chút hoảng sợ khi Oda đi theo từng kế hoạch kỹ càng. Anh hỏi rằng Oda đang thực sự muốn gì. Oda nói rằng ông sẽ tiến hành giải phóng các bộ tộc thiểu số, tấn công và chiếm lấy đế chế OT, sau đó xây dựng lại một vương quốc mới nơi mọi chủng tộc đều có quyền tự trị. Nhưng tự trị vừa thôi, vì Toyohisa sẽ làm vua, với việc đảm bảo dân sinh, tăng cường lương thực, nuôi dưỡng binh lực. Quỷ Vương sẽ thành lập ra một đất nước không tưởng,
tạo ra lợi thế để tiêu diệt các Ents. Đại giáo chủ hỏi rằng tại sao Oda không trực tiếp lên làm vua mà lại giao cho Toyohisa. Quỷ vương trả lời rằng ông ta không đủ tài đức để làm vua. Trước đây ông ta kiểm soát đất nước bằng sự tàn bạo và nỗi sợ. Điều đó chỉ giúp ông kiểm soát được hành động của người dân, nhưng không chiếm được trái tim của họ. Trong 50 năm cuộc đời ông ta chỉ nhận lại được những nỗi căm hận và phản bội. Ông không xứng đáng và không thể làm vua. Nhưng Toyohisa thì khác. Anh không quan tâm đến mất mát, sợ hãi hay đe dọa. Đó mới là phẩm chất của một bậc chân mệnh thiên tử. Tuy nhiên vì Toyohisa vẫn còn trẻ nên quỷ vương sẽ ở sau hỗ trợ anh điều hành đất nước. Trong khi đó, Toyohisa tiếp cận với Hannibal và hỏi thăm tình hình của huyền thoại Katage. Tuy nhiên đúng như những gì đại giáo chủ nhận định, Hannibal chỉ ngồi một chỗ và nói năng làm nhảm. Katage sẽ sụp đổ là những gì mà ông già này có thể tuôn ra đằng miệng. Nhìn thấy ông già lú lẫn, Toyohisa liền lùi ra xa rồi rút kiếm lao thẳng vào Hannibal. Tuy nhiên ánh mắt của ông già lập tức thay đổi, cũng như Toyohisa đã nhanh chóng khựng lại vì chiếc que gỗ trên tay ông già đã dí thẳng vào mắt anh. Mặc dù vậy sau đó ông già lại lên cơn lú lẫn và tiếp tục làm nhảm, nhưng Toyohisa đã chắc chắn rằng ánh mắt của ông già vẫn còn sự sống. Toyohisa liền gọi ngực khủng lại và nhờ chăm sóc cho Hannibal, và cho rằng cái nhìn của ông già này hoàn toàn giống hệt với người chú Yohihiro của mình, tràn đầy ý chí chiến đấu. Tối hôm đó, Toyohisa quyết định tập hợp tiên tộc lại và tuyên bố chuẩn bị giải phóng người lùn. Điều này khiến cho tộc tiên khá sửng sốt, một số thậm chí đã phản đối vì cho rằng người lùn và tiên có hiểm khích với nhau. Khi tiên tộc bị tấn công, đám lùn đã mặc kệ họ. Họ không có lý do để giúp đỡ giải phóng chủng tộc này. Nhưng Toyohisa nói rằng kẻ nào không muốn đi thì ở lại. Anh vẫn sẽ tới cứu người lùn ngay cả khi chỉ đi có một mình. Vì đó mới chính là tinh thần của nhà Shimazu. Họ sẽ đấu tranh cho đến người cuối cùng. Như cảm nhận được tinh thần của Toyohisa, tiên tộc cũng bằng lòng đi theo, hướng thẳng đến xưởng vũ khí của Otei, nơi những nô lệ người lùn đang lao động. Về phần đại giáo chủ ngay sau đó cũng dẫn Cassidy và Butch đi. Anh nhờ nhóm Toyohisa chăm sóc cho Hannibal. Kit vứt cho Oda khẩu súng nòng xoay của mình cùng khẩu Gatling gun. Vì hết đạn rồi thì giữ lại cũng chỉ nặng xe. Sau đó nhóm đại giáo chủ rời đi, còn nhóm của Toyohisa bắt đầu tiến quân tới xưởng vũ khí của Otei. Cùng lúc đó bá tước lòe loẹt đang trên đường tới chỗ nhóm Toyohisa trên con Ferrari hai ngựa kéo của mình. Ông cho rằng lúc này nhóm Toyohisa hẳn đang chiếm xưởng vũ khí của Otei. Xưởng vũ khí này đồng thời cũng là một pháo đài bảo vệ đế chế, vậy nên nếu nó thất thủ đồng nghĩa với việc đế chế sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhóm Toyohisa và những tiên tộc cũng bắt đầu tấn công pháo đài này. Với việc chế tạo được thuốc nổ đen, quân đoàn tiên dưới lệnh của Oda nhanh chóng tạo ra các quả bom và ném nó vào khu vực thành ngoài. Tiếng nổ và sức công phá bất ngờ khiến cho toàn bộ pháo đài hoảng loạn. Toàn bộ tuyến phòng thủ bên ngoài pháo đài nhanh chóng bị cày nát. Toyohisa cùng với đoàn quân bắt đầu xông tới. Tiếng gào xung trận của họ đã khiến quân trú phòng Otei mất hết sĩ khí. Người tiên cũng sử dụng cung và gắn những thỏi thuốc nổ nhỏ vào tên, sau đó phóng chúng đi và làm nổ tung các tháp canh. Nhưng đội quân dưới đất nhanh chóng áp sát và đánh bật quân trú phòng khỏi vị trí chiến đấu. Tình hình nát bét ở tuyến ngoài buộc quân phòng thủ trong pháo đài phải ra mặt. Quân lính Otei điều một lực lượng trọng binh với giáp nặng ra để phản công. Nhìn thấy cái thùng tôn di động lù lù tiến đến, Toyohisa ra lệnh cho toàn quân lùi lại, rồi bảo ngực khủng tạo ra bức tường đá xung quanh, giam toàn bộ đối phương vào trong. Sau đó anh cho người tiên quăng bom và thuốc nổ vào phía những tên trọng binh OT, khiến toàn bộ đội trọng binh hoàn toàn bị nổ banh xác và không thể thoát. Nhìn thấy lực lượng mạnh nhất đã bị tiêu diệt, chỉ huy pháo đài sợ hãi ra lệnh nhanh chóng đóng cửa cố thủ. Oda có phần lo lắng vì giờ việc công thành là bất khả thi, nhưng ông già Hannibal vẫn đang ngồi ăn mâm xôi. Bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc sảo và sử dụng tay tạo ra một ký hiệu gì đó trước mặt quỷ vương. Chỉ nhiêu đó gợi ý là đủ để Oda nhận ra. Cảnh này giống Conan phết. Oda ra lệnh cho ngực khủng ném bùa chú tường đá và để Yoichi dùng tên găm chúng lên tường thành. Những lá bùa đó sau khi biến hình tạo thành các bậc thang, giúp cho Toyohisa và quân tiên tộc tràn được lên và chiếm mặt thành. Đám lính OT cố thủ còn lại nhanh chóng bỏ chạy về pháo đài trung tâm còn lại, để lại toàn bộ khu vực ngoài lúc này do nhóm Toyohisa và tiên tộc kiểm soát. Toyohisa không lập tức tấn công vào pháo đài trung tâm, thay vào đó anh bắt đầu dẫn quân giải cứu những người lùn bị bắt làm nô lệ, để nhằm nô dịch hóa và tránh cho người lùn phản kháng. Đế chế OT đã bỏ đói họ, biến họ thành những kẻ gầy gò ốm yếu. Những người lùn khi thấy người cứu mình là các elf, những kẻ mà họ ghét nhất, thì cũng không còn chút tôn ti nào nữa, nhất loạt cầu xin hãy giúp đỡ họ. Toyohisa lập tức nổi lửa lên nấu ăn và đem lương thực phân phát cho người lùn. Sau khi ngực khủng báo cáo rằng Toyohisa không đánh tiếp mà đang cho người lùn vừa mới giải cứu ăn uống linh đình, quỷ vương sau đó bảo với ngực khủng yêu cầu để đám lùn ăn từ từ, vì người bị bỏ đói lâu ngày nếu ăn nhiều ngay lập tức có thể dẫn tới tử vong. Toyohisa cũng cầm theo một cái đùi thịt đi tới trước mặt đám lính phòng thủ OT. Anh cảnh báo rằng ngay khi quân của anh ăn no sẽ đổ sát sạch cả pháo đài, đồng thời khuyên đám quân OT đầu hàng để được hưởng khoan hồng. Vì nếu người lùn lấy lại được sức mạnh của mình thì pháo đài chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Quân OT trong pháo đài chẳng còn ý chí chiến đấu, cũng như quân cứu viện tới giải vây cho họ
Đám lính bên trong pháo đài quyết định mở cổng đầu hàng. Tuy nhiên Toyohisa yêu cầu gã chỉ huy mổ bụng tự sát. Gã chỉ huy không chịu nên Toyohisa làm hộ hắn luôn. Đám quân trú phòng nhìn thấy vậy liền bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Yoichi định tiếp tục đuổi theo, nhưng Toyohisa đã cản lại, nói rằng không cần thiết phải làm như vậy. Yoichi nói rằng do cậu thường phải nhận những lệnh như vậy. Tuy nhiên Toyohisa nói rằng không ai có quyền ra lệnh cho Yoichi, vậy nên hãy ra ăn tiệc tiếp. Điều đó khiến Yoichi mỉm cười khi lần đầu cậu cảm thấy được tự do. Ở một phía khác, lính trinh sát của Octobris vẫn đang theo dõi đội quân Ents. Họ choáng váng khi nhìn thấy những con rồng cổ đại cũng ở đây. Lũ quái vật cũng đã học cách cày ruộng và sinh sống theo xã hội. Điều đó càng chắc chắn khẳng định Hắc Vương không hề muốn tận diệt thế giới, mà muốn trở thành đấng cứu thế để quái vật thay thế con người. Sức mạnh của Hắc Vương có thể nói là rất khủng khiếp khi ông có thể chấn áp cả Thổ Long, một sinh vật huyền thoại. Khả năng một tay che trời đó đã thu hút các Ents như Rasputin hay Hijikata đi theo ông ta. Rasputin cũng đã giúp Hắc Vương hoàn thiện lá cờ của Ents dựa theo các ký hiệu của văn hóa Ai Cập cổ đại, cũng như tạo ra bảng chữ cái Latin. Không khó để nhận ra việc Hắc Vương đang hoàn toàn muốn sáng lập một nền văn minh mới, mà các điều kiện cơ bản đó chính là một tòa thành, chữ viết và lá cờ riêng được tạo ra. Quay lại với nhóm của bá tước loè loẹt, cuối cùng cũng tới chỗ của Toyohisa. Tình hình hài hước tới độ tiên tộc đã để toàn bộ phụ nữ ở lại, còn nam nhân thì chạy trốn hết. Sau khi dò hỏi thông tin và biết nhóm Toyohisa đã giải phóng người lùn và đang cùng với họ chế tạo súng hỏa mai, bá tước loè loẹt chính thức xác nhận đế chế OT tàn rồi. Trong khi đấy, nhóm Toyohisa vẫn đang cùng người lùn ăn uống. Những người lùn càng ăn nhiều, họ càng to lên và mạnh mẽ hơn. Sau khi cơm no rượu say, những người lùn đề nghị Oda cho họ xem khẩu súng hỏa mai. Khi nhìn thấy vũ khí lạ lẫm trước mặt, các dwarf tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi nghe quỷ vương giải thích về sức mạnh của nó, người lùn đều thắc mắc, vậy nó có gì hơn so với cung nỏ bình thường? Bản thân Yoichi cũng cho rằng cung nỏ có thể bắn không gây ra tiếng động, vậy thứ này có gì mà vượt trội hơn? Trong khi Oda vẫn đang tìm lý do để giải thích rõ ràng, Toyohisa liền trả lời rằng bởi vì tiếng súng rất to, có thể gây ra hoảng loạn cho kẻ thù và ngựa của chúng. Ngoài ra, việc huấn luyện sử dụng súng dễ hơn nhiều so với cung nỏ. Chỉ cần nửa ngày tập bắn, một bác nông phu có thể hạ gục một chiến binh luyện tập nửa đời. Về phía Ents, khi Jean Diak tỉnh lại thì Anastasia đang ở bên cạnh. Ả hoàn toàn sốc khi biết yêu dâu xanh đã chết và thề rằng bằng mọi giá phải báo thù các Drifter. Anastasia trấn an Jean rồi bước ra ngoài, gặp Rasputin và thảo luận về Toyohisa. Công chúa người Nga cho rằng đám samurai là lũ đạo đức giả, có lẽ vẫn còn cay cú vì bị Nhật đánh bại trong chiến tranh Nga-Nhật 1904. Bên Ents cũng đã nhận được thêm một nhân vật mới do bé Loli gửi tới. Nhìn từ dấu hiệu trên chiếc áo thì đây có khả năng là Mitsuhide, kẻ đã phản bội Oda Nobunaga và nướng ông ở chùa Honnoji. Quay trở lại với nhóm của Toyohisa, những người của phe Oda đã hoàn thiện xong khẩu súng với mức độ chất lượng khiến quỷ vương hoàn toàn kinh ngạc. Khi nghe rằng người lùn có thể tạo ra 10 cây súng mỗi ngày, Oda cứng, tốc độ như này thì không có gì để chê rồi. Vì ở thế giới thực, việc đúc ra hỏa mai rất là lâu. Để có số lượng lớn súng cho chiến tranh, Nhật đã phải nhập thêm từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong lúc Toyohisa đang cùng những người lùn khác tập chiến đấu cận chiến thì bá tước loè loẹt đã xuất hiện. Sau khi tìm gặp Oda, ông ta giới thiệu mình cũng là một Drifter, người đã đứng cùng Adolf Hitler trong việc xây dựng đế chế OT. Bá tước loè loẹt mặc dù với bộ dạng hơi diêm dúa, nhưng kiến thức của ông đã đủ sâu rộng để nhận diện được Oda, Yoichi hay Toyohisa. Ông ta đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đưa các Drifter lên nắm quyền đế chế OT, cứu lấy cái đế chế đang trên bờ vực sụp đổ này. Loè loẹt gọi đó là một cuộc cúp đi ý tát, hay còn gọi là đảo chính quân sự. Ông hỏi Toyohisa là có muốn biết số phận của gia tộc Shimazu hay không. Toyohisa trả lời là kiểu gì cũng sẽ chiến thắng. Điều đó khiến bá tước ngạc nhiên, vì Toyohisa không thể nào biết trước tương lai được. Tuy nhiên Toyohisa khẳng định, một khi chú anh trở về được Kagoshima, dù có là 10 năm hay thậm chí là vài trăm năm, gia tộc Shimazu vẫn sẽ giành chiến thắng và thống nhất Nhật Bản. Và anh đã đúng, chỉ 200 năm sau, liên minh Shimazu và Choshu đã lật đổ sự thống trị của mạc phủ Tokugawa, đặt nền móng cho sự hình thành đế quốc Nhật Bản. Trong khi Oda được biết là sẽ bay lên vũ trụ và phóng ra laser, còn Yoichi sẽ là nền móng thay đổi vũ khí, khiến cả quỷ vương và Yoichi đều hiểu cái tương lai kiểu mẹ gì. Sau đó tất cả bắt đầu kế hoạch đảo chính quân sự ở đế chế OT, loè loẹt đưa tất cả các người lùn và elf và những chiếc xe ngựa, thành công đột nhập vào thủ đô của đế quốc. Sau đó bá tước ngồi trước hội đồng, yêu cầu tất cả từ bỏ chức vụ và chuyển giao quyền lực lại cho các Drifter, đơn giản vì đế chế OT sắp sụp đổ rồi và các Drifter là ứng cử viên phù hợp để thay thế nó. Việc chuyển giao này sẽ giúp tránh khỏi đổ máu không cần thiết. Điều này khiến cho thành viên hội đồng hết sức tức giận. Họ ra lệnh cho quân lính OT phản ứng, nhưng đội quân người lùn và tiên tộc đã tiêu diệt các toán lính trong hội đồng và kiểm soát xung quanh một cách nhanh chóng. Trước áp lực và sức ép từ bá tước loè loẹt, các thành viên hội đồng buộc phải nhượng bộ. Tuy nhiên, một thành viên hội đồng đã bị Rasputin dùng năng lực thao túng.
tuyên bố phản đối việc chuyển giao quyền lực cho Drifter, thay vào đó nên để Hắc Vương cùng các Ents thay thế. Rasputin thách thức Bá Tước lòe loẹt và cũng đã gửi một đội quân Ents tới để tham gia tranh đoạt quyền kiểm soát OT. Nhưng Rasputin quên mất rằng nhóm Toyohisa cũng đã xuất hiện trong hội đồng. Toyohisa không nhiều lời, hạ gục đám quân Ents đảo chính và đạp thẳng mặt gã thành viên hội đồng bị Rasputin thao túng tâm lý. Nước đi ngoài dự đoán này khiến Rasputin hoàn toàn mất thế chủ động. Đã thế còn bị Oda chọc quê và body shaming, khiến Rasputin cay vơ cơ lờ về mách với Hắc Vương. Kế hoạch đảo chính thất bại, Hắc Vương quyết định chuyển sang kế hoạch B, mang toàn quân tiêu diệt thủ đô của đế chế OT. Các thủ lĩnh khác của Ents cũng bắt đầu tập hợp để đánh chiếm thủ đô. Còn Oda sau màn cá chớn với Rasputin bắt đầu hối hận vì mình gáy bẩn hơi sớm. Vì lúc này quân En mà tấn công thì rất khó phòng thủ. Do ban đầu chỉ định đảo chính quân sự nên nhóm Toyohisa không mang theo nhiều quân. Lực lượng họ có hiện giờ chỉ khoảng 200 F và 200 Dwarf. Bá Tước lòe loẹt trấn an Quỷ Vương, nói rằng ông vẫn có lực lượng từ ngoại ô đang tiến vào cứu viện. Oda nghe thì cũng an tâm cho đến khi biết được số lượng quân của Bá Tước chỉ vỏn vẹn có 500. Mang tiếng là quyền cao chức trọng của đế chế mà lại chỉ có 500 quân thì phèn quá phèn. Bá Tước thì cứ bảo lính của ông toàn hàng tuyển, nhưng mà tuyển về để nắm tay nhau như thế này thì định ôm lấy trái đất à? Bá Tước nói rằng đám quân của ông đều là lính Thebes, một đội quân nổi tiếng ở Hy Lạp thời cổ. Ông già Hannibal nghe đến cái tên Thebes thì hét lên. Đội hình Ichelon làng gốm Bát Tràng, đó là đội hình Thebes sử dụng ở trận Leuctra và giành thắng lợi trước người Sparta. Lòe loẹt thoạt đầu ngạc nhiên, nhưng khi biết danh tính ông già thì chỉ thở dài. Và Hannibal lú lẫn sau đó cũng lẩm bẩm đòi thịt La Mã. Toyohisa sau đó liền thử hô điều lệnh, và chỉ nhìn tác phong của họ thôi cũng biết rằng họ thực sự đáng tin cậy, khiến nhóm Toyohisa thở phào nhẹ nhõm. Những người lùn thì thời gian gấp gáp cũng không thể mang qua nhiều súng. Tuy nhiên họ đã sản xuất thêm một mẫu hỏa mai mới, gọi là súng lôi đồng. Thứ có thể coi như súng hỏa mai dạng shotgun bắn đạn ghém. Độ chính xác không cao nhưng dễ dàng tiêu diệt kẻ thù ở cự ly gần. Kế hoạch phòng thủ nhanh chóng được triển khai. Toyohisa chỉ đạo người lùn tấn công phía trước, Oda lãnh đạo đội thần binh tạo hỏa lực phía sau. Yoichi chỉ huy người tiên tộc hỗ trợ hai bên sườn. Ngực khủng sẽ đảm nhận vai trò truyền tin và liên lạc. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến với quân đoàn Ents. Phía bên Ents, các đội quân của Hắc Vương cũng bắt đầu tiến vào kinh đô theo lệnh. Đạo quân Ents đầu tiên xông thẳng vào tuyến của Oda, nhưng Quỷ Vương yêu cầu các đơn vị thần binh giữ súng và đợi bắn theo lệnh. Vì hỏa mai ở khoảng cách quá xa sẽ có độ chính xác và uy lực không cao, nên cần phải bắn theo đợt và ở khoảng cách đủ gần. Quả nhiên sau đợt bắn đầu tiên, uy lực của súng hỏa mai đã được chứng minh. Đám quân Ents lao lên trước bị bắn cho nát nhừ thành một đống thịt. Quân Ents lập tức chững lại không dám tiến tiếp. Trong lúc chờ đội hỏa mai nạp đạn lại, Yoichi và tiên tộc từ hai bên cánh bắt đầu nã tên xuống kẻ địch, cho đến khi Oda nạp xong loạt đạn thứ hai và bắn tiếp. Sau hai loạt đạn, uy lực của súng hỏa mai làm kinh sợ quân đội Ents. Tiếng súng và những kẻ nằm xuống xung quanh khiến chúng lùi dần về sau. Ngay lúc đó, Toyohisa và những người lùn lập tức lao ra tấn công, khiến hàng ngũ quân Ents hoàn toàn tan vỡ. Giữa trận chiến hỗn loạn, chỉ nhìn thấy Hijikata đứng trên mái nhà, gằn giọng nhắc đến cái tên Shimazu. Cái tên của gia tộc đã khiến cho ông và những đồng chí căm hận, vì họ là gia tộc đã đánh bại và đặt dấu chấm hết cho Shinsengumi trong chiến tranh Boshin. Trận chiến lúc này vẫn đang bất phân thắng bại, vì mặc dù nhóm Toyohisa nắm thế chủ động và có súng hỏa mai, nhưng quân Ents lại có quân số áp đảo. Cánh Toyohisa và người lùn vẫn đẩy được, họ đánh lui bộ binh Ents ra khỏi khu vực giao tranh của cánh Oda và Yoichi. Tuy nhiên chỉ huy quân Ents là Hijikata, không phải là gà mờ. Hắn ra lệnh cho toàn bộ đội bộ binh phân tán thành các đội nhỏ, rút lui để tổ chức lại đội hình. Bá Tước lòe loẹt thấy quân En rút lui thì nghĩ rằng đã thắng, nhưng Oda không nghĩ vậy, vì hàng ngũ kẻ địch rút lui không lộn xộn, rõ ràng là có kế hoạch từ trước. Quả nhiên đám quân Ents đã chia nhỏ ra và đốt phá thành phố, khiến lực lượng của nhóm Toyohisa bị chia cắt. Cùng lúc đó Hijikata xuất hiện trước mặt Toyohisa, phó chỉ huy Shinsengumi và đầu lĩnh quân bộ của gia tộc Shimazu bước vào cuộc chiến. Hijikata bày tỏ nỗi căm hận ghê gớm khi nhìn thấy thập tự nhà Shimazu. Vì Hijikata sinh sau Toyohisa những 200 năm, cơ mà nhìn thái độ của hắn thì Toyohisa cũng đoán được là hậu duệ của mình giỏi phết. Nỗi hận của Hijikata đã khiến hắn thi triển năng lực, tạo ra các bóng ma đồng thời chính là đồng chí nghĩa sĩ đã chết của hắn. Tất cả họ đều mang niềm oán hận đối với nhà Shimazu. Phía Oda, việc kẻ thù phân tán nhỏ và đốt phá xung quanh cũng khiến Quỷ Vương phải đau đầu. Bởi lẽ quân của Oda là quân hỏa mai và số lượng cũng không đông, không đủ khả năng để phân tán phòng thủ các vị trí. Cùng với việc đội quân đa số không có kinh nghiệm, nếu không được chỉ huy sẽ nhanh chóng vỡ trận. Tuy nhiên Hannibal với bộ dạng ngớ ngẩn thường thấy xuất hiện trước Oda rồi đem mấy quả mâm xôi trả đi trả lại, sau đó ngã đè lên chúng và lẩm bẩm về việc nghiền nát ăn ngon hơn. Lời gợi ý của Hannibal đã đánh động tới Oda. Ông ta yêu cầu Ngực Khủng điều tra bản đồ và Yoichi trinh sát di chuyển của quân địch, ngay khi phát hiện ra kẻ địch đang đi đường vòng để tạt sờn cánh quân của ông.
Quỷ Vương hiểu rằng ý định của kẻ thù là tấn công thẳng vào tòa thành trung tâm thành phố, nhằm nhanh chóng chiếm thủ đô và kết thúc giao tranh. Toyohisa lúc này đang solo 1-1 với Hichikata. Mặc dù gọi là đánh kiểu võ sĩ đạo nhưng mà Toyohisa chỉ di chuyển và né tránh xung quanh, khiến Hichikata nổi điên theo thời gian. Hai bên mãi đánh nhau nên Ominu không liên lạc được với Toyohisa. Tuy nhiên Oda lại cho rằng đây là cơ hội tốt, vì cơ bản là nếu chỉ huy địch bận chiến đấu thì không có khả năng chỉ đạo đội quân. Oda quyết định lui quân sang các khu vực lân cận trung tâm. Quỷ Vương yêu cầu khi nghe tín hiệu thì toàn quân sẽ tấn công. Quả nhiên đám quân Enz lao thẳng vào tòa nhà trung tâm không chút do dự. Tuy nhiên tòa nhà lúc này chỉ là một khối kiến trúc trống rỗng. Mặc dù quân Enz đã kiểm soát khắp nơi nhưng chẳng thấy gì cả. Trong khi đó phía Hichikata vẫn đang thi triển năng lực, tạo ra các bóng ma Shinsengumi bủa vây tấn công Toyohisa. Với việc giao tranh nhiều lần, thanh kiếm của Toyohisa đã bị gãy đôi, nhưng Toyohisa vẫn cứ né tránh giao tranh và chỉ phòng thủ. Hichikata càng tức tối hơn và cho rằng Toyohisa đang khinh thường Shinsengumi. Nhưng Toyohisa bảo anh giải thích cho Hichikata hiểu rằng việc tránh giao tranh chỉ là cố ý câu thời gian, khiến Hichikata không thể tập trung điều khiển quân đội nữa và khiến quân đội của hắn chỉ huy bị Oda tiêu diệt. Lúc này Hichikata mới nhận ra tòa thành trung tâm đã bốc cháy. Toàn bộ quân đội Enz được điều động tới để chiếm đóng đã bị nhốt ở bên trong, không thể thoát ra. Những tên lính cố thoát bằng đường cửa sổ đều bị Ominu dùng bùa tường đá bít kín lại. Quân Enz phía bên trong không chết cháy thì cũng bị những họng súng hỏa mai từ phía xa xé toạc, không còn bất cứ kẻ nào sống sót. Oda ngồi cạnh Ominu cười rõ to. Quỷ Vương tự ngẫm Mitsuhide khi phản bội thiêu cháy ông ta chắc cũng tận hưởng cảm giác giống như vậy. Hichikata thất thần nhìn toàn quân bị tiêu diệt thì Toyohisa đứng phía sau hắn ta liên tục gáy bẩn. Anh cho rằng bản thân dù Oda và Yoichi tôn anh lên làm thủ lĩnh thì tự trong thâm tâm anh ta chỉ coi mình như một đứa trẻ tham vọng, không thể trở thành một chiến binh vĩ đại như cha hay chú của mình. Nhưng anh tin vào Oda, Quỷ Vương của 6 vùng trời, ông ta mới là người sẽ thay đổi kết cục của cuộc chiến này. Những binh lính Shimazu tử trận tại Sekigahara cũng vậy, họ chết vì những khát vọng và lý tưởng cao hơn. Điều đó mới là thứ giúp cho nhà Shimazu chiến thắng tới cuối cùng. Vậy nên nếu như anh có phải chết thì Oda vẫn sẽ chiến thắng. Điều đó khiến Hichikata tức điên lên, vì hắn cũng như Shinsengumi đều là những kẻ tôn thờ võ sĩ đạo, nhưng lại bị đánh bại bởi những kẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đạt được chiến thắng. Hichikata lại tung skill một lần nữa, nhưng Toyohisa đã ra lệnh cho một người lùn khai hỏa súng lôi đồng, thậm chí là yêu cầu bắn thẳng từ sau lưng anh. Súng lôi đồng dùng đạn ghém dễ dàng xé toạc màn xương cùng những bóng ma của Hichikata. Rồi Toyohisa cứ thế lãnh vết thương sau lưng, vừa lao thẳng vào Hichikata mà đánh. Kiếm gãy rồi thì anh đánh tay không, Hichikata cũng chẳng chịu kém, tung đấm lại. Cứ thế, samurai của hai thời đại chuyển từ kiếm đạo sang boxing đạo. Cuộc đấu tay đôi dữ dội đến độ ông lùn và bóng ma Shinsengumi cũng chỉ biết đứng nhìn. Tuy nhiên Hắc Vương đã yêu cầu Hichikata rút lui, nhưng Toyohisa vẫn tiếp tục sấn sổ lao vào đòi đầu của hắn. Trước mệnh lệnh của Hắc Vương, Hichikata bất đắc dĩ từ bỏ giao tranh. Dù cho tới khi cả hai vẫn đang ngồi giang hồ mõm với nhau một chặp, Toyohisa sau đó vì phải chịu vết thương nên cũng gục xuống bất tỉnh. Trận chiến tạm thời kết thúc với thắng lợi thuộc về phe Drifter. Thủ đô đế chế OT vẫn được giữ vững. Rasputin tỏ ra hối lỗi trước Hắc Vương vì đã gây ra thiệt hại nhiều lính, nhưng Hắc Vương vẫn coi là kế hoạch đã thành công vì cũng thăm dò được thực lực của đối phương, đồng thời phá hủy một phần thủ đô của OT. Ông quay sang hỏi chuyện Mitsuhide, người lúc này chỉ quan tâm tới việc tìm cách sát hại Oda Nobunaga như khi hắn đã làm thế ở thế giới thực, bằng cách cam kết gia nhập với Enz cùng với Hắc Vương. Cuộc chiến của họ rồi sẽ diễn ra như thế nào? Có lẽ phải chờ đến mùa 2, thứ mà sẽ rất là lâu sau mới ra, vì đến cả chuyện cũng đang ì ạch. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.